Rồi, xin chào các bạn. Vừa xong là mình vừa mới khui hộp cái bộ dây LED đa màu RGB trang trí nội thất ô tô. Thì ở đây sản phẩm mình mua là gồm có hai đầu phát, tức là hai đầu phát này, đây này. Có hai đầu phát quang này và kèm theo là 3 mét sợi quang, đây, 3 mét sợi quang đây. Thì có giá là 225.000 ship thẳng từ Trung Quốc về. Đợt này Trung Quốc mở biên hay sao mà ship nhanh cực, chỉ có ship cực kỳ nhanh, chỉ có 4 ngày đã về đến Việt Nam rồi. Đấy, một bộ LED trang trí xe hơi rất sáng rất đẹp như thế này. Thì nếu mà bạn nào mà có ý định trang trí xe hơi bằng các cái led viền như thế này ấy, gọi là led ambient light ấy, trên các dòng xe sang thường thường rất hay có, đặc biệt như các dòng xe của Mercedes hoặc là một số dòng xe của Peugeot sẽ có những cái loại dòng led viền, các bạn nhìn thấy theo xe rất là đẹp. Thì khi mà các bạn muốn lắp thêm, các bạn có thể lắp các loại led như thế này. Thì hiện nay trên thị trường hiện tại thì các bạn, nếu như các bạn chưa tìm hiểu thì các bạn sẽ rất khó để lựa chọn. Các bạn có thể dựa vào kinh nghiệm của những người đã từng lắp hoặc là tham khảo các cái gara. Thì mình chia sẻ ở đây với các bạn là trên thị trường hiện tại sẽ có, mình tìm hiểu thì hiện tại có 3 dòng, 3 loại led viền có thể lắp được ở trên xe của các bạn. Cái loại thứ nhất là cái loại mà trước đây trên kênh của mình cũng đã có chia sẻ với các bạn, là cái loại led neon như thế này này. Các bạn mua rất là rẻ trên Shopee nhá. Cái này mình cũng là mua Shopee nhá, Shopee bên Trung Quốc ship về nhá. Cái này ngày trước mình cũng mua ở Shopee này. Các bạn nhìn qua thì nó khá là giống nhau, vì tại vì nó cũng đều là dạng sợi như thế này. Nó cũng có cái thanh, có cái mép để mình cài vào. Cái sợi quang này nó cũng là dạng sợi như thế này. Đây mình cho các bạn xem. Hai cái nó đều là dạng sợi giống như nhau. Thấy chưa? Thì cái loại thứ nhất mình giới thiệu các bạn cách đây cũng khá là lâu rồi. Cái loại led này nó gọi là led neon. Led neon thì các bạn có thể phân biệt bằng cách là như này, các bạn xem hình ảnh của nó. Nó có một cái bộ nguồn, dối bạn đây. Nó có một cái bộ nguồn, mình để dối bạn đây. Nó có một cái bộ nguồn kèm theo như thế này và một đầu cắm USB hoặc là một cái đầu cắm gì đó, nhưng mà nó sẽ có một cái bộ nguồn kèm theo như này. Và cái đầu này là đầu rắc nối đấy nhá, không có gì cả. Đầu điện của nó ấy, nó sẽ được cấp trực tiếp vào cái sợi như này. Đấy, thì đây là cái loại một mình muốn giới thiệu các bạn là led neon. Thì cái loại led này nó nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là ánh sáng của nó rất yếu. Ưu điểm là ánh sáng đều, nhưng mà nhược điểm thì ánh sáng rất yếu. Bản chất của cái loại led này thì là nó được trong cái lõi này nó được phủ một loại chất nó phát quang khi có dòng điện chạy qua. Đấy, hiểu nôm na như vậy. Do vậy nên là cái dây điện nó sẽ được cấp thẳng vào đầu như này. Trong lõi nó sẽ có hai cái dây điện chạy song song trong cái lõi này, và nó sẽ làm cho cái hợp chất bên trong nó phát quang sáng lên. Thì các bạn nhìn kỹ bên trong này, đấy, nó sẽ có một cái lớp màu, các bạn nhìn ở đây thì nó là cái màu hơi giống da, giống màu da mình nhìn này. Đấy, nó chạy bên trong xuyên suốt cả cái sợi này như thế này. Thì thứ nhất là màu sắc của nó sẽ chỉ được là màu đơn sắc, được chưa? Màu đơn sắc chứ không được màu sắc RGB đa màu. Các bạn chỉ mua, các bạn chỉ lựa chọn được một loại màu các bạn mua thôi. Muốn đổi sang màu khác các bạn phải mua cái khác. Đấy, thì đấy là một cái đặc điểm của cái loại led neon này. Thứ hai là cái công suất của nó khá là lớn. Tại vì sao? Tại vì là cái dòng điện của nó phải chạy xuyên suốt toàn bộ cái sợi dây này các bạn. Công suất mình không nhầm, cái công suất của cái đèn này cũng khá là lớn, rơi tầm khoảng hơn 10W trên 1m ấy. Nó khá là lớn nhá. Đấy, nó tiêu tốn điện áp khá lớn, nhưng cái hiệu suất phát sáng nó không cao. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ là độ an toàn nó không bằng nữa, tại vì dòng điện được cấp vào chạy dọc trong cái sợi này nguy cơ chập cháy rất là lớn, đúng không? Đấy, và cái thứ ba nữa đó chính là tuổi thọ của cái đèn này cực kỳ là không bền. Mình mới mua một thời gian về và bây giờ nó đã ánh sáng nó rất là không đều, có chỗ tối chỗ sáng rồi, tức là tuổi thọ gần như là nó đã bị hỏng rất nhiều đoạn rồi. Cái dây led này đấy. Và cái thứ hai nữa mọi người phàn nàn rất nhiều là cái cục nguồn này, khi mà các bạn sử dụng cái cục nguồn này, các bạn cấp nguồn cho nó phát ra cái tiếng kêu nó re rất là khó chịu. Đấy, cái bộ nguồn này, tại vì nó là sao, tại vì bộ nguồn này nó tăng áp lên mà, cái điện áp để nó phát quang được cái sợi này thì điện áp của nó rất là lớn, nên là cái bộ này là một cái bộ gọi là kích áp lên, tăng áp lên, nên nó phát ra cái tiếng kêu rất là khó chịu. Nên là cái bộ này thực ra mình khuyên các bạn không nên mua cái bộ này, nó rẻ thực sự. Cái bộ này mình mua chỉ có mấy chục nghìn thôi, mình không nhầm là 50-60 nghìn gì đấy. Đấy, nó rẻ thực sự. Thì nhưng mà mình khuyên các bạn không nên dùng cái bộ này. Các bạn thấy quảng cáo rất là nhiều, hình ảnh quảng cáo rất là sáng, nhưng thực tế các bạn về các bạn thử thì nó rất là tối, nó không đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn, thấy chưa? Đấy là cái loại nhất mình giới thiệu các bạn, không nên lắp, bỏ qua. Còn cái loại, còn một loại nữa trên thị trường đó là các cái loại led thanh, người ta cũng gọi là led thanh V2, V3 gì đấy. Thì cái loại led thanh đó nha, nó sẽ làm các cái mắt led gắn trên cái thanh đó luôn, trực tiếp trên led thanh đó luôn, và ánh sáng phát ra trực tiếp từ các cái mắt led. Do vậy là công suất của nó cũng sẽ lớn, và thứ hai và cái ưu điểm của nó là ánh sáng đều và cường độ ánh sáng rất là mạnh nhất trong các loại đèn led ambient light, các loại đèn led thanh, được chưa? Nhưng mà nó có một cái ưu điểm nữa, đó chính là nếu mà các bạn sử dụng các loại thanh led thanh đó thì nó sẽ có các cái hiệu ứng chạy đuổi ấy, các led đuổi, các hiệu ứng ánh sáng chuyển động rất là đa dạng. Còn hai một cái loại led mà mình vừa giới thiệu các bạn, và cái loại led này nó sẽ không có cái hiệu ứng led đuổi đó, được chưa? Thì cái loại led đó tuy nhiên thì giá thành của nó rất là đắt, mình nhớ không nhầm thì nó phải rơi vào tầm 2-3 triệu gì đó, nói chung là rất đắt, tiền triệu nhá. Đấy, loại loại đó thì nó rất là
rất là đắt. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn cái loại led này, đó chính là led sợi quang. Đây, cái led này gọi là led sợi quang. Thì cái sợi này mình sử dụng, nó bản chất của nó chỉ là một cái sợi quang giống như cái cáp quang của mình ấy. Đấy, sợi quang các bạn nhìn trong lõi đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn trong lõi nó này. Đây này. Đấy, các bạn nhìn trong lõi nó có một cái lõi lõi trắng trắng ấy, đấy, đây là lõi truyền truyền dẫn ánh sáng sợi quang. Cho nên là ánh sáng nguồn của nó được phát ra hoàn toàn từ một cái bộ như thế này, tức là nó chỉ có, ví dụ ở đây mình mua là một ra hai, tức là hai đầu, các bạn thể mua loại có một đầu thôi, thì có nghĩa là nguồn ánh sáng của nó phát ra hoàn toàn từ một cái đầu phát như thế này. Bên trong này chỉ có một con mắt led RGB ba màu sáng xanh, xanh đỏ xanh thôi, RGB mà. Đúng chưa? Nó chỉ có một mắt led nên công suất của nó cực kỳ nhỏ và rất là tiết kiệm điện, và thứ hai là nó an toàn. Tức là nguồn nguồn dẫn điện nó chỉ đến cái đèn led này nó phát ra, còn cái sợi này các bạn phải đi khắp nơi trên chiếc xe của các bạn, hoặc các bạn trang trí đâu thì nó rất là an toàn, không không lo bị chập cháy gì trong cái này cả. Vì nguồn điện của nó chỉ được giới hạn đến một cái mắt led như thế này thôi, được chưa? Và thứ hai là ưu điểm của nó so với cái loại led neon mình giới thiệu các bạn đầu tiên kia, đó là cái này nó đa sắc được RGB, các bạn thay đổi màu sắc, kết nối được với ứng dụng trên điện thoại. Được chưa? Kết nối với ứng dụng trên điện thoại như này, các bạn có thể thay đổi màu sắc, các hiệu ứng nhạc ánh sáng khác nhau, thay đổi tất cả loại màu sắc luôn. Tuy nhiên là nó không không có cái hiệu ứng nháy đuổi giống như cái led V2 V3 gì gì mình đắt tiền kia, được chưa? Nhưng cái đó mình nghĩ là cũng không cần thiết lắm. Đấy, còn về hiệu ứng ánh sáng thì mình thấy cái loại này nó sáng hơn rất nhiều so với cái loại led neon kia. Nó không sáng bằng cái led thanh nhưng mà nó sẽ sáng hơn cái loại led neon kia. Đấy thì mình cái này là cái loại led mà mình khuyên các bạn nên dùng. Đấy. Nếu như các bạn không cần thiết đến cái hiệu ứng ánh sáng đuổi, ánh sáng mạnh như cái loại led thanh kia, các bạn thể dùng cái loại này là rất là đẹp, rất là lý tưởng rồi. Đấy. Thì mình mua ở Trung Quốk, ship về rất là nhanh. Thì cái bộ này nó sử dụng cái điện áp nguồn là 5V từ USB, nguồn USB rất là an toàn, được chưa? Nguồn USB các bạn thể cắm thẳng vào cổng USB trên ô tô, hoặc có thể cắm qua cái tàu sạc có cổng USB. Đấy. Trên này nó có ba cái nút như thế này, thì ở trên cái hướng dẫn sử dụng này nó cũng có ghi đây. Ba cái nút, nút đầu tiên là Static Dynamic Mode là mình chuyển các chế độ ánh sáng cố định, hoặc là chuyển qua các chế độ ánh sáng thay đổi màu sắc. Cái nút ở giữa là để bật tắt thôi. Nhưng còn cái nút cuối cùng M này là để gì? Để nháy theo nhạc, music đấy, nháy theo nhạc. Các hiệu ứng của nó rất là đẹp nhá. Nó có thể thay đổi rất nhiều các cái chế độ dựa trên những cái app mà các bạn tải về điện thoại. Thì cái đây các bạn thể quét cái mã này để các bạn tải về điện thoại. App của nó là cái Lotus Lantern ấy. Đấy, Lotus Lantern. Đấy, cái app này nó không đề tên cho mỗi cái code, các bạn quét các bạn thể cải về tải về, các bạn có thể sử dụng. Mình thấy rất là đẹp. Nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Bây giờ các bạn muốn kết nối và điều khiển được cái đèn này bằng điện thoại các bạn, thì các bạn đầu tiên các bạn phải tải cái app của nó về. Mình có thể dùng Zalo, mình quét cái mã QR này của nó. Đây, mình quét cái mã QR này của nó và mình mở cái đường dẫn này. Mở cái đường dẫn của nó lên. Đây, sau khi mình quét mã, mình truy cập cái đường dẫn của nó thì mình sẽ có cái phần mềm là Lotus Lantern ở trên Android hay là trên iOS thì các bạn đều có thể tải cái phần mềm có tên là Lotus Lantern này. Các bạn bấm tải về cái phần mềm này. Đấy. Thì phần mềm tên của nó hơi riêng một chút, mình không không thấy liên quan gì đến cái đấy. Các bạn tải cái ứng dụng này về, sau đó các bạn mở ứng dụng lên Lotus Lantern. Đó, bạn cho phép điều khiển đi, cho phép truy cập vào Bluetooth nhé. Đấy. Khi các bạn kết nối của nó lên này. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã điều khiển được rồi. À, mình thay đổi màu này. Khi mà các bạn cài đặt xong, các bạn cho phép quyền nó truy cập, các bạn bật Bluetooth lên thì tự nó sẽ kết nối nhé. Cái này kết nối thông qua Bluetooth nhé. Đây này. Các bạn nhớ, các bạn bật Bluetooth lên. Các bạn chỉ cần bật Bluetooth thôi, còn đâu nó sẽ tự nó sẽ kết nối, chứ các bạn không cần phải có thao tác kết nối gì cả, tự nó kết nối. Thì ở đây các bạn có cái vòng tròn này này, các bạn có thể xoáy xoáy để các bạn điều khiển này. Đấy, xoay các giải màu này. Đó, điều khiển cái hiệu ứng trên điện thoại. Các bạn có thể chọn các cái màu cố định ở đây. Các màu cố định này. Rất là đẹp đúng không? Đó. Còn bên các bạn bấm sang cái bên kiểu này, này ở đây có cái kiểu này, nhạc này, micro này, định thời gian này, các bạn phải bấm sang cái kiểu này đúng không? Kiểu này các bạn có rất nhiều kiểu, static red là màu đỏ này, chuyển sang là blue này, sang green là màu xanh là cây này, chuyển sang sen là màu xanh dương này, đấy vàng này, các bạn có thể chuyển ở đây, hoặc là các bạn có thể thấy three color jumping change, nó sẽ nháy đổi ba màu này, đấy nó nháy đổi ba màu, có rất nhiều chế độ, bảy màu thay đổi nhảy bảy màu này, chớp chớp bảy màu này, đấy chớp bảy màu, và ba màu crossfade tức là nó sẽ chuyển dần giữa các màu. Ở phía dưới này mình có tốc độ này, đây mình có tốc độ này, tốc độ chậm lại này, nha. Tốc độ chậm lại, tốc độ đổi màu của nó chậm lại, đó, nha. Và tốc độ đổi màu tăng lên 100%. Trên này điều chỉnh độ sáng của đèn này, các bạn chuyển lên nó sẽ tối lại này, sáng lên này, sáng lên này, sáng lên này. Hết cỡ 100% đấy. Bảy màu thay đổi dần giữa các bảy màu này. Rất nhiều chế độ các bạn thể lựa chọn ở trên này, nha. Đấy, chuyển sang các rất nhiều chế độ ở trong này các bạn thể tùy chọn. Chớp nhanh này, thấy chưa? Bảy màu chớp nhanh, thấy chưa? Ba màu nhạt dần này, bảy màu red gradual trên đấy, nó cứ chớp chớp một màu. Nói chung rất nhiều chế độ các bạn lựa chọn ở đây. Về thế nhạc này, ok.
Nếu mà các bạn bấm vào sang phía nhạc này thì nó sẽ truy cập vào danh sách những cái bài hát có trên cái điện thoại các bạn, và các bạn mở nhạc thì nó sẽ nhấp nháy theo nhạc. Thì cái này mình nghĩ không cần thiết lắm. Còn cái bên micro này, nếu mà các bạn dùng micro, có nghĩa là các bạn khi các bạn nói nó sẽ nháy, khi mà mình không nói thì nó sẽ không nháy. Các bạn thấy không? Đó, đây là bên gọi là nháy theo âm 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 thanh, nháy theo âm thanh. Đấy. Còn bên định thời gian này thì cài đặt thời gian hiện giờ thì mình không quan tâm lắm. Đó, thì đấy là toàn bộ những cái kết nối điện thoại mình có thể thay đổi các chế độ hoạt động của nó. Nếu như các bạn không kết nối điện thoại thì các bạn có thể điều khiển ở trên cái bộ điều khiển của nó cũng được. Đây, còn nếu mà các bạn không cài đặt sử dụng đến app nhé, thì ở đây các bạn thấy rằng là trên cái điều khiển của nó, cái bộ điều khiển nó có 3 nút ở đây. Nháy theo M là music rồi. Đây cái nút này nút bật tắt nguồn này các bạn nhìn này, bật người bấm nút ở giữa này, tắt này. Bật này, đấy. Còn cái nút nút này là nút C. Nút C này nút trên hay là color hay gì đấy, các bạn nhấn để thay đổi từng chế độ của nó. Đấy. Nó có rất nhiều chế độ, và chính là ở cái phần ứng dụng của các bạn ấy, các bạn thay đổi được các chế độ thì các bạn bấm cái C này nó sẽ thay đổi. Còn đây các bạn nhé, trời trời tối rồi, ban đêm này mình sẽ thử tắt đèn đi các bạn xem này. Đó, các bạn thấy không? Vào ban đêm ánh sáng của nó cực kỳ là sáng luôn. Thì cái phần, tất nhiên cái phần gần đầu phát nó rất là sáng này, nó sẽ tối dần ra đuôi, nhưng mà mình nghĩ là với cái một cái sợi 3 mét như thế này thì không ai người ta đi một mạch ra 3 mét cả. Mình thường thường mình sẽ một đoạn dài nhất là ví dụ ở phần tạp lô của ô tô nó dài tầm khoảng gần 2 mét cho đến 2 mét thôi, tầm khoảng chắc khoảng 1,5 mét. Thì cái cường độ sáng này cho mình rất là ok này, bạn thấy không? Rất là sáng. Đây, phần gần cái led này nó rất là sáng như thế này. Còn nếu mà và về phần đuôi nó sẽ tối dần. Đây là mình kịch 3 mét nó vẫn sáng nhá. Đây nó vẫn sáng, nó vẫn rất là sáng. Nó nhưng mà nó sẽ hơi tối hơn một chút. Nếu như bây giờ mình kéo cái phần này. Đây mình sẽ cho các bạn xem này. Đây. Đấy, mình vừa mới kéo nó về, hơi gấp khúc lại thì nó sẽ tối hơn. Bây giờ mình sẽ thử gắn cái đầu này vào, mình sẽ các bạn sẽ nhìn chú ý nhá. Đây. Đây là mình gắn cả hai cái đầu phát vào hai đầu của sợi dây 3 mét cặp đôi như này. Ánh sáng nó đều cực kỳ luôn, vô cùng đều. Đấy. Thì mình theo mình thì cái mình trang trí, anh em trang trí cái led nội thất của ô tô, đèn led ambient light thì sử dụng cái loại led này là cực kỳ là hợp lý luôn, cực kỳ hiệu quả. Ngon bổ rẻ là đây chứ đâu. Với sợi 3 mét mà hai đầu như này thì hơn 200.000 thì quá rẻ rồi. Quá hợp lý luôn. Đấy. Đây. Anh em xem các loại màu sắc này, đủ các loại màu sắc nhìn rất là sáng, rất là đẹp. Màu nào cũng đẹp cả. Em sẽ đi dây ở phía trong này. Đấy, cho nó gọn lại trong này. Lại phía trong này chưa? Đi phía dưới này. Mình sẽ cố gắng mình đi gọn vào để không bị vướng vào chân ga đúng không? Đi rất gọn luôn, đúng không? Gọn luôn. Đây trên này. Đây các bạn, sau khi mình đã đi xong cái đèn led vào trong xe đây, hoàn thiện đây. Đó. Mình chỉ đi duy nhất ở mặt tắp bô phía trước này thôi. Xung quanh mình không đi, tại vì đi quá nhiều ở trong xe thì đôi khi nó sẽ gây là lóa. Bên buổi tối nó sẽ bóng trong cái hai cái kính hai bên này, sẽ làm cho mình mất tập trung này. Đấy, bóng nhiều thì mất tập trung, nhưng mình chỉ đi duy nhất tắp bô phía trước này rất đẹp luôn các bạn. Rất sáng luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy rất sáng luôn. LED
trải dài một sợi như thế này. Đấy. Còn đây sau đây mình sẽ cho các bạn xem là chỗ mình. Đây các bạn, mình đi ở phía dưới này. Đấy, phía dưới gầm này. Nha. Và bên này mình sẽ mở cửa cho các bạn xem. Đây. Đây chính là vị trí mình để cái đầu phát, hai đầu phát ra hai bên, chứ hai bên này mình không gắn này. Tại vì là hai bên này nó sẽ bị vướng cái cửa gió điều hòa này, mà nó gắn cái đầu phát đây rất là xấu. Nên mình gắn đầu phát ở đây. Khá là hợp lý. Dây luồn vào phía trong này. Và mình sẽ đi xuống phía dưới. Phía dưới này, chưa? Đấy, đi vào trong phía dưới vô lăng này. Mình sẽ đi dưới gầm này. Đi xuống phía gầm này. Và mình sẽ đi kẹp vào trong cái đường này. Đó. Quay từ phía sau đây. Tổng thể đây. Rất đẹp luôn các bạn.